Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 8 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và đăng ký từ cuối năm 2016. Chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả nguyên bản hết. Trừ cái dàn lốp là vừa mới thay xong. Dàn lốp vừa mới thay một dàn lốp mới từ năm 2023 luôn các bạn nhé. Vừa mới thay được mấy tháng thôi các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2016 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova 2.0e sản xuất năm 2016 này. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Sản xuất năm 2016, tính ra là cũng đã 7 năm sử dụng rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua từ tỉnh các bạn ạ. Chiếc xe này là biển tỉnh, chúng tôi mua ở tỉnh về và cũng đang chuẩn bị làm cái thủ tục thu hồi biển số, rút hồ sơ, gọi là rút hồ sơ các bạn nhé. Đấy, cho nên là đi tìm ở những ở tỉnh thì mới có những chiếc xe đẹp như này đây các bạn này. Đẹp và còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản trừ cái dàn lốp. Đây các bạn xem đây, cái dàn lốp vừa mới thay xong. Cả một dàn lốp vừa mới thay. Đết lốp vừa mới thay 2023 luôn này. Đấy, cả dàn lốp luôn các bạn nhé. Dàn lốp đây là một cái dàn lốp thứ hai mà chủ xe vừa mới thay xong. Đều đết 2023 cả một dàn luôn này. Lốp siêu cua đây. Lốp siêu cua rất mới. Đấy, lốp siêu cua nguyên bản của xe này. Đấy, lốp siêu cua là nguyên bản của xe rồi. Dàn lốp này thì vừa mới thay 2023 luôn các bạn nhé. Đấy, mới tinh luôn này. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn. Dàn lốp mới tinh, đều 2023 luôn. Chủ xe thay một phát là thay cả dàn luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần nền bên ngoài các bạn thấy đấy ạ, đều rất là đẹp này. Xe thì cũng đã được trang bị tích hợp xi nhan trên gương rồi. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là
cụm đèn còn rất là mới này. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo đều rất đẹp, chưa có bị xước sát gì cả này. Cụm đèn pha cũng chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Đấy, nước sơn còn rất là đẹp này. Nhìn về cái phần đằng sau, các bạn thấy đây, đây là cái cụm đèn hậu đều rất là mới này. Toàn bộ cụm đèn hậu này đều rất là mới luôn các bạn nhá, chưa có bị xước sát gì cả này. Phía bên trên thì xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao, đuôi gió và đèn phanh trên cao này. Toàn bộ những cái logo các bạn thấy đây ạ. Những chiếc xe mà chạy ở tỉnh thì gần như là ở tỉnh là người ta đất người ta rộng, nhà nào cũng có gara ô tô để, cho nên là xe được để trong nhà, cho nên là những cái này nó chưa có bị ố này. Logo mấy chữ này đều mới tinh, chưa có bị ố các bạn nhé. Đấy, xe cũng đã được cảm biến lùi rồi, trang bị là cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài thì đều rất là đẹp rồi. Phần bên ngoài đều chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả đây. Tôi quay cho các bạn xem cái phần gầm nhé. Đây, phần gầm này. Phần gầm rất là mới luôn này. Đấy, quý bạn xem này. 2016, tính ra là 7 năm sử dụng rồi này, mà đều rất đẹp mới như này đây. Đấy, những chiếc xe ở tỉnh là với một gia đình ở tỉnh là chiếc xe này là nó rất có giá trị, cho nên người ta đi người ta giữ gìn, cho nên là chiếc xe đi rất ít. Toàn bộ những gầm còn rất đẹp đây các bạn xem nhé. Khung gầm, máy móc các thứ đều rất đẹp luôn này. Đấy, rất là mới. 2016 nhưng mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi, cho nên là đều rất là mới này. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đấy nhá. Đều rất đẹp, không có bị lỗi gì cả này. Tất cả đều rất mới luôn. Đấy, chưa có bị chảy dầu, chưa có bị làm sao cả luôn. Rất đẹp luôn. Đấy, đều rất mới luôn. Đấy, cái phần gầm thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa đây, rất là đẹp luôn. Toàn bộ những cái núm này, lên xuống kính này, tay khóa này đều rất đẹp, rất mới các bạn nhé. Vô lăng, cần số là nguyên bản hết này. Đồng hồ công tơ mét này, đồng hồ công tơ mét là 8 vạn hơn rồi các bạn nhé, 8 vạn lẻ rồi. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Một chiếc xe phải nói là chủ xe rất là giữ gìn này. Bọc trần bằng ni lông này nhé. Bây giờ bỏ cái trần ni lông, bọc bóc cái ni lông này ra là bên trong là mới tinh luôn. Đấy, toàn bộ từ nội thất các bạn xem đây ạ. Đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Trải sàn da cả rồi, ốp bậc cửa inox chống xước rồi. Đấy, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận này. Chạy nhiều hay là chạy ít, quý vị và các bạn xem cả những cái chân phanh này nhá. Chân phanh, chân côn này này, để thấy được là xe có đẹp hay không này, chạy nhiều hay không này. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ ấy, chạy nhiều ấy là nhìn những cái này nó mòn các bạn ạ. Đấy, và những cái trong này nó bẩn, dọn không thể dọn hết được cái phía bên trong ấy đâu. Đấy, chiếc xe rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhá. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 này, tại Toyota Việt Nam. Đấy, tem 2016 luôn nhé. Tôi quay chi tiết cho các bạn thấy này. Toàn bộ những ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ về những cái keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên luôn các bạn này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn này. Táp bi cánh cửa đây các bạn xem này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần nhựa các bạn thấy đây ạ, rất là mới các bạn nhá. Đây, mới đều luôn này. Những cái phần nhựa này đều rất mới này. Và nội thất phía sau các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe không chạy dịch vụ gì cả, cho nên là đằng sau nội thất nhìn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, nhiều người xem vào đây lại bảo là chiếc xe này vừa mới làm, mới làm lại nó mới mới như vậy các bạn xem ạ. Nhưng mà phải xem ở những cái phần nhựa này. Cái phần da thì có thể làm được nhá, nhưng mà những cái phần nhựa này này không làm được đâu ạ. Đấy, nó còn nguyên bản như này, toàn bộ những cái táp bi, những cái phần nhựa ghế này các bạn xem này, cái ghế da này có thể làm được nhá, những cái phần nhựa này các bạn xem đều mới nguyên đấy, rất đẹp luôn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, ngồi ở một chiếc xe
Innova 8 chỗ ngồi. Đấy, rất là rộng bạn ạ. Nhìn đằng sau này, ngồi đằng sau rất rộng luôn. Đấy, cái đầu gối của tôi còn cách cái hàng ghế trước rất là xa. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bạn nhé. Và đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này, hơn 8 vạn này. Đấy, toàn bộ từ những vô lăng, cần số này đều rất đẹp này. Táp lô, đấy, táp lô các bạn xem những phần nhựa này còn mới luôn này. Đấy, rất mới luôn này. Và cái đầu này là còn nguyên bản nha. Chiếc xe này là chủ xe không có độ thêm những cái gì cả. Đầu các thứ là còn nguyên hết luôn này. Đấy, phần nhựa các bạn xem này, những cái phần nhựa nó mới như này này. Toàn bộ những cái phần da có thể làm lại được nhá, nhưng phần nhựa này là nó nguyên bản đấy ạ, không có làm lại tí nào đâu. Tất cả là còn rất mới đây các bạn xem. Đấy, phải nói là chạy ít, chủ xe chạy ít và lại giữ gìn thì chiếc xe nó mới được đẹp, mới được mới như này các bạn ạ. Không phải xe nào nó cũng được mới được đẹp như này đâu. Đấy, quý bạn xem những cái phần nhựa này này. Đây, tôi cho các bạn xem những cái phần nhựa ở trên này. Đấy, hay là những cái nỉ này, xe rắn này, nó còn mới như này này. Đấy, tất cả đều rất mới, rất đẹp đây, những phần nhựa này đều mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này cho quý vị và các bạn xem. Mở cái cốp sau nhé. Đấy, cốp sau này, toàn bộ những cái ốc cốp sau này cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo và chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, và đằng sau các bạn thấy đây, gấp gọn lại thì có một cái khoang để đồ rất là rộng các bạn nhé. Chiếc xe Toyota Innova nó thuộc cái phân khúc MPV 8 chỗ ngồi. Đấy, cho nên là nếu như chúng ta không sử dụng hàng ghế sau này, gấp lên như này rất là gọn này. Và đằng sau bạn thấy đây ạ, rất là mới luôn này. Toàn bộ từ những cái phần nhựa nhá, ghế da này đều rất là mới các bạn thấy đây ạ. Đấy, mới cả những cái phần nhựa này các bạn xem này, đều rất là đẹp này. Sàn thì cũng đã được trải da rồi, trải sàn da rồi, đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn đó nhá. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ, toàn bộ những cái phần keo chỉ còn nguyên rồi này. Táp đi cánh cửa quý bạn thấy đây ạ, đều rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, táp đi cánh cửa đây, những phần da, phần nhựa này đều rất đẹp này. Đấy, đều rất đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn từ những cái bậc cửa này là đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận rồi này. Từ ốp inox chống xước này, trải sàn da này, hàng ghế phía sau rất là mới. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ là cũng còn nguyên hết luôn này. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn. Đấy, những cái phần nhựa các bạn thấy đây ạ, phần nhựa này đều rất là mới đây. Đấy, mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này. Đấy, phải nói là rất đẹp. Một chiếc xe 2016, 7 năm sử dụng rồi mà đẹp như này đây các bạn này. Đấy, toàn bộ những cái ốc bản lề cánh cửa đều mới tinh như thế này này, chưa có một vết tháo. Ghế da này, ghế da nguyên bản luôn này, rất đẹp này. Bác chủ xe rất là cẩn thận luôn quý bạn nhé. Còn giữ nguyên lại tất cả những cái gì mà mua xe có là còn nguyên này. Đấy, còn nguyên đây, từ sổ bảo hành này, sách hướng dẫn này. Đấy, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận luôn. Sách hướng dẫn này, sổ bảo hành này. Đấy, sách hướng dẫn đây các bạn xem này. Mua xe có những cái gì thì bác chủ xe còn giữ lại nguyên đầy đủ như vậy các bạn nhé. Đấy, phải nói là một chiếc xe là được bác chủ xe rất là cẩn thận, rất là kỹ tính, cho nên chiếc xe mới được đẹp như thế này các bạn ạ. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, mới từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng cần số tay phanh là nguyên bản này. Đấy, vô lăng cần số tay phanh là nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp.
Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Innova này là cái động cơ 2.0 lít các bạn nhá. Đấy. Phiên bản E được trang bị động cơ 2.0 lít, động cơ VVTi. Đấy. Và điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu ở cái động cơ này thì các bạn thấy đây ạ, nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp như này đây. Sản xuất năm 2016 mà còn nguyên bản như đây, đang nổ máy đây ạ, máy đang nổ và nổ rất êm luôn các bạn nhá. Đấy. Máy nổ êm và không có một chút gì gọi là rung các bạn ạ. Từ những cái ốc gioăng dàn cò này còn nguyên bản hết này. Đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cũng không ngập nước các bạn nhá. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Đấy, mới đều luôn các bạn nhá. Đây xem từ những cái phần đầu quý bạn thấy là nó còn zin hết luôn này. Lỗ tròn xe này. Đấy. Ốc yếc là còn nguyên này, chưa vết tháo này. Quý bạn xem này, còn nguyên bản hết từng con ốc một này. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Đến ốc tai này. Còn nguyên bản hết này. Đấy, xem những chiếc xe Toyota rất là dễ các bạn ạ, vì nó thoáng này. Quý vị các bạn xem luôn, nếu bị đâm đụng hay là va chạm gì cả là nhìn thấy được luôn các bạn nhá. Đấy. Nó rất thoáng luôn, nhìn xuống tận bên dưới chassis luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những con ốc này là nó còn nguyên. Đấy, ốc cabo đây còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Ốc cabo, keo chỉ cabo còn nguyên luôn này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Đấy, ốc cabo chưa có một vết tháo nào luôn các bạn nhá. Đấy, và cái cabo này thì nó không có cái tấm chắn nóng các bạn xem này. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cả là chúng ta xem rất là dễ. Đấy, những chiếc xe Toyota người ta thiết kế rất là đơn giản các bạn ạ. Không có nhiều và cũng không cầu kỳ gì cả, cho nên là nhìn đâm đụng hay là va chạm gì cả nhìn vào đây là thấy luôn ạ. Đấy, rất là dễ xem. Nhìn cái phần đầu các bạn thấy đấy, nhìn rất là thoáng này. Xem có bị đâm đụng hay va chạm thì không, nhìn rất là dễ các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn, sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản, duy nhất dàn lốp vừa mới thay thôi. Lốp sơ cua cũng còn nguyên bản của xe. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.